Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào tuần mới. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh VTV5. Chúng ta đang trong những ngày của tháng 3, tháng thanh niên, tháng của sự nhiệt huyết, cùng những trái tim đam mê cháy bỏng và khát khao được cống hiến. Sẽ có rất nhiều hoạt động sôi động trong tháng này và hãy đồng hành cùng với Chào tuần mới để tìm hiểu nhé. Còn bây giờ, hãy bắt đầu chương trình bằng một tiểu mục rất quen thuộc, Điểm mạng tuần qua. Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam diễn ra từ ngày 7 đến 17 tháng 3. Lễ hội này nằm trong đề án tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu thành phố giai đoạn từ năm 2020 đến 2030, là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh, điểm đến tới cộng đồng du khách quốc tế. Năm nay, lễ hội áo dài sẽ truyền tải hình ảnh văn hóa, du lịch thành phố nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng đến người dân trong nước và khách du lịch quốc tế thông qua chuỗi hoạt động truyền thông, kích cầu du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan. Dịp này, ngành du lịch thành phố cũng tri ân những đóng góp nhiệt tình và tích cực của đội ngũ nghệ nhân, đại sứ, nhà thiết kế, thợ may áo dài tiêu biểu gắn bó với lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình 10 năm đồng hành và phát triển. Tôn vinh nghề phở hướng tới di sản văn hóa phi vật thể là chủ đề của Festival Phở 2024 do tỉnh Nam Định tổ chức. Điểm nhấn của Festival là chương trình đi tìm hương vị phở Việt. Tại đây, các đơn vị tham gia sẽ trình diễn, quảng bá các công đoạn làm nên món phở, từ nguyên liệu, gia vị, sợi phở đến nước dùng. Bên cạnh đó, Festival cũng tái hiện các không gian văn hóa gắn liền với món phở, giúp khán giả hiểu được lịch sử của món ăn nổi tiếng này. Festival Phở 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Hàng loạt cái tên đình đám của V-pop như Đen Vâu, Sơn Tùng, Bích Phương, Suboy, MCK đã đồng loạt cho ra mắt sản phẩm mới trong tuần qua, khiến thị trường âm nhạc Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết, ngay từ những ngày đầu năm. Các bài hát mới ra mắt với những màu sắc đa dạng từ thể loại, nội dung đến hình thức thể hiện của music video. Cuộc rượt đuổi trên các bảng xếp hạng đang trở nên hấp dẫn và chưa có dấu hiệu ngã ngũ khi các ca sĩ lần này đều là những cái tên có chỗ đứng với đông đảo người hâm mộ. Tại chung kết World Cup Villas Caromba Bang Bogota ở Colombia, tay cờ Trần Quyết Chiến đã xuất sắc đánh bại Sidhom Samet đến từ Ai Cập để giành chức vô địch. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Trần Quyết Chiến vô địch các trận World Cup của Villas Caromba Bang. Với chiến thắng tại giải Bogota World Cup 2024, Trần Quyết Chiến đã bước vào top 10 những tay cờ đạt nhiều danh hiệu tại đấu trường World Cup. Vòng chung kết giải U19 quốc gia 2024 khép lại vào tối ngày 5 tháng 3 với trận tranh chung kết giữa hai đội U19 Hà Nội và U19 Viettel. Trận đấu phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m. Với phần thắng nghiêng về các cầu thủ U19 Hà Nội, đây cũng là chiếc cúp vô địch thứ 7 mà các cầu thủ U19 Hà Nội đem về phòng truyền thống của câu lạc bộ. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã công bố chi tiết thể thức mới cho Champions League kể từ mùa 2024-2025, khi số đội dự giải tăng từ 32 lên 36. 36 đội sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi câu lạc bộ bốc thăm để gặp 2 đối thủ từ mỗi nhóm hạt giống, trong đó có một trận sân khách và một trận sân nhà. Sau khi hoàn thành vòng bảng, 8 đội đứng đầu sẽ giành vé vào vòng 1/8. Các đội từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ tham gia vòng play-off với thể thức lượt đi lượt về để giành 8 suất còn lại. Đây là một cây có hoa thuộc dòng Eucalyptus regnans, ước tính khoảng 500 tuổi. Có thể đây sẽ là thế hệ cuối cùng của loài cây này. Chúng được bảo vệ trong khu dự trữ với không khí ẩm ướt quanh năm. Nhưng kể từ năm 2003, Miss Food cho biết có thể có tới 17 cây lớn nhất nước Úc đã bị thiêu rụi do cháy rừng. Các nhà khoa học và quản lý khu dự trữ này đang cử các đội dọn nhiên liệu, bọc cây trong giấy bạc, tưới nước nếu cần thiết, vì không muốn những giống cây này sẽ biến mất mãi mãi. Các kỹ sư và nhà khoa học đang nói lời chia tay với nhà máy năng lượng nhiệt hạch phá kỷ lục của Vương quốc Anh, nơi đã đi tiên phong trong việc tìm kiếm một tương lai bền vững. Vào năm 1991, đây là cỗ máy đầu tiên đạt được phản ứng tổng hợp có kiểm soát và nó tiếp tục lập kỷ lục thế giới về năng lượng được tạo ra từ plasma nhiệt hạch vào năm 1997. Việc ngừng hoạt động nhà máy có tên GET không báo hiệu sự kết thúc
của cuộc săn lùng năng lượng thay thế bền vững của Anh. Chính phủ tuyên bố sẽ rút khỏi các chương trình nghiên cứu của châu Âu để tìm giải pháp thay thế trong lĩnh vực nhiệt hạch của Vương quốc Anh và sẽ đầu tư 650 triệu bảng Anh cho đến năm 2027. Trong một nhà kho nhỏ ở thủ đô Campuchia, một nhóm công nhân ngồi quay những chai rỗng nhựa thành giải, sau đó biến thành lông của một vật dụng thiết yếu hàng ngày, đó là chổi. Kể từ tháng 3 năm ngoái, họ đã biến khoảng hơn 40 tấn chai nhựa bỏ đi thành vật dụng gia đình. Doanh nhân 41 tuổi người Campuchia Haskia triển khai công việc này với sứ mệnh làm giảm ô nhiễm nhựa trong cộng đồng của mình. Nhóm của Kia sản xuất khoảng 500 cây chổi nhựa mỗi ngày, mỗi chiếc có giá bán lẻ dưới 4 đô la Mỹ với tệp khách hàng trải rộng khắp Phnom Penh và các tỉnh lân cận. Những chiếc chổi làm từ nhựa được phản hồi có độ bền rất cao, không dễ gãy và phần nhựa không bị trượt khỏi cột tre như những chiếc chổi thông thường. Bộ tranh Đại lễ phục triều đình An Nam được họa sĩ Nguyễn Văn Nhân vẽ năm 1902 là một tài liệu quý của Việt Nam, tuy nhiên đã bị lưu lạc nhiều năm ở nước ngoài. Bằng công sức của những nhà nghiên cứu trẻ, bộ tranh đã được hồi hương và đã cung cấp nhiều tư liệu quý cho ngành văn hóa cũng như ngành thời trang của nước ta. Bộ tranh quý được họa sĩ Nguyễn Văn Nhân vẽ vào tháng 12 năm 1902 dưới triều vua Thành Thái, gồm 54 bức minh họa bằng màu nước trên giấy khổ 23,1 x 31,8 cm. Ông Nguyễn Văn Nhân có một cái tài vẽ truyền thần rất là đỉnh cao. Càng nghiên cứu sâu về cái tác phẩm này, cái sự bí ẩn của ông Nguyễn Văn Nhân thôi thúc cho tôi cần phải tìm ra được cái bộ tranh này ở đâu. 3 năm đầu tiên thì tôi nghiên cứu, tôi gần như là bỏ cuộc bởi vì là tôi không tìm ra được cái tung tích của bộ tranh gốc đang ở đâu. Những thông tin đứt gãy, những manh mối ít ỏi, nhưng anh Minh Nhật vẫn quyết tâm tìm kiếm tung tích của bộ tranh quý này. Anh đã hỏi những nhà sưu tập, tra cứu trên mạng, tìm đến nhiều bảo tàng và phòng tranh trên thế giới. Chúng tôi đã nhận được thư điện tử từ Việt Nam và thấy được sự tâm huyết của người gửi với mong muốn tìm hiểu nguyên gốc bộ tranh quý do ông Nguyễn Văn Nhân vẽ. Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ để công chúng Việt biết đến nhiều hơn nữa một nghệ sĩ tài hoa vẽ trang phục nhà Nguyễn độc đáo mang tính nghệ thuật cao. Phòng trưng bày quốc gia Singapore sau đó đã cho phép anh Minh Nhật sử dụng bản sao kỹ thuật số của bộ tranh này. Bộ tranh đã được anh nghiên cứu, phân tích, chú thích một cách kỹ lưỡng và xuất bản thành sách. Vậy là sau hơn 120 năm thăng trầm cùng lịch sử, bộ tranh minh họa trang phục cung đình Huế đầu thế kỷ 20 đã trở lại với độc giả Việt Nam. Những nhân vật lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật giá trị cần phải được trả về đúng vị trí của nó. Tôi chỉ đóng một phần nhỏ để cố gắng truyền lại điều này cho những thế hệ sau, để lịch sử không biến mất, nhất là những hiểu biết về văn hóa. Những vật dụng trong đời sống hàng ngày như lu, hũ, bình, chén, bát bồng, bình vôi được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như đất nung, sành, gốm men, vơ lên từ sông Hương, được trưng bày trong một bảo tàng rất đặc biệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nơi này, đó là bảo tàng gốm cổ sông Hương. 40 năm chúng tôi sưu tập, 40 năm tìm tòi, tích lũy, lưu trữ. Và những cái gốm này vớt từ dòng sông Hương lên. Dòng sông Hương đối với tôi là một cái gì rất là thân thiết từ thuở bé. Tôi và anh tôi ở rất lâu ở nước ngoài. Khi trở về Huế gặp được gốm thì thấy đây là một biểu tượng rất là tiêu biểu của đời nếp sống của văn minh Á Đông của thành phố Huế. Bởi vậy chúng tôi lập tức thành lập cái bảo tàng gốm, có nghĩa là tạo được một cái hạ tầng cơ sở nghiên cứu về lịch sử văn hóa của một vùng miền, của một nước. Chính cái bộ sưu tập đặc biệt này làm cho thế giới có thể nhìn thấy được cái văn minh xa xưa của mảnh đất Huế cũng như là của Việt Nam. Thì bộ sưu tập này hiện nay là lên tới 7.000 chiếc. Trong không gian này thì chúng tôi chỉ trưng bày 1/3 của bộ sưu tập. Những hiện vật ở đây được sắp xếp theo nhiều ý niệm. Không gian đó nó hội tụ hết 5 cái yếu tố
tiêu biểu của tinh thần Á Đông đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Những ống nước này chính là dòng sông đang chảy, dòng sông Hương đưa vào đây và bao bọc gốm. Khi mà đến đây thì nó cho em được một cái cảm xúc yêu Huế, yêu những người mà họ lưu lại được những cái cảnh vật này, những cái thứ mà cổ xưa mà ông bà ta có thể để thất lạc. Trước đây mình chỉ tưởng tượng được thôi, mình chưa thấy được trước mắt. Bây giờ thì em đã thấy được ngoài đời, được sờ vào nó. Những hiện vật này là những trầm tích lịch sử của văn hóa của thành phố này. Chúng ta có một bộ bảo ở trong nhà, đó là hồn Việt, tinh thần Việt. Cái tên Lê Viết Quốc không còn xa lạ với giới khoa học, nhất là với những người quan tâm đến trí tuệ nhân tạo. Tên của anh xuất hiện gắn liền với những dự án nổi tiếng của Google như là Google Translate hay Google Search. Và anh cũng là người đã góp phần tạo ra Transformer, một thuật toán được cả Google và ChatGPT sử dụng. Năm 2023, cơn sốt chatbot hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đã làm khuynh đảo làng công nghệ thế giới. Cuộc chiến chatbot bùng nổ trên toàn cầu. Nhưng trong cuộc đua công nghệ, thống lĩnh thị trường của các gã khổng lồ đều dựa trên một thuật toán có tên Sequence to Sequence. Và một trong những cha đẻ của thuật toán này là một người Việt. Tôi là Lê Việt Quốc, chuyên gia nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo ở Google. Mình và đồng nghiệp tạo ra Sequence to Sequence từ năm 2014. Nó là một cái mô hình tổng quan, tức là đầu vào ấy là một cái chuỗi và đầu ra là một chuỗi. Trước khi Sequence to Sequence xuất hiện, có nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo, nhưng nó chỉ dừng lại mức độ đơn giản. Tất cả dữ liệu đầu vào có thể là chuỗi dữ liệu chữ, nhưng đầu ra chỉ là một vài tờ. Sequence to Sequence là bước tiến lớn khi nó cho phép bạn đưa một đoạn văn bản dài và dữ liệu đầu ra cho ra một đoạn văn bản dài tương ứng. Cái ứng dụng đầu tiên mà mình làm ấy là nó để dịch thuật, là bởi vì dữ liệu về dịch thuật ở thời đại ở Google cũng rất là nhiều. Khi mà bọn mình nghiên cứu thì bọn mình biết được rằng là cái vấn đề này có thể giải quyết rất là nhiều vấn đề khác nữa. Làm chatbot này, có thể là nó đọc một đoạn audio vào và có thể nói được rằng là cái audio đó mình đang nói cái gì. Ngay từ nhỏ mình thường đọc sách về các phát minh trên thế giới ấy, mình chỉ thấy là toàn là nói việc về người phương Tây. Ước mơ của mình là có thể làm thay đổi được khoa học công nghệ. Việt Nam có tên trên bảng đồ về khoa học và công nghệ của thế giới, tức là làm một cái gì đó nó rất là vượt bậc. Bởi vì đóng góp cho khoa học và công nghệ là nghĩa là đóng góp cho nhân loại. Mình tin là cái ý tưởng này nó sẽ thành công, cho nên là mình cứ làm thôi. Thì giai đoạn đầu nó đúng là thất bại thật. Cái sự nghi ngờ nó vẫn bắt đầu là tăng lên. Nhưng mà mình và đồng nghiệp của mình cũng rất là quyết tâm, cho nên là sau một năm thì làm thành công. Rất là tự hào là mình đã làm được một cái thuật toán mà có ảnh hưởng đến cái làng công nghệ và đóng góp cho những cái sản phẩm mà bây giờ rất nhiều người dùng. Một trong những điều mà mình ngộ ra được trong cái hành trình của cuộc đời mình ấy, mình thấy là 30 năm qua thì mình làm việc rất là chăm chỉ. Thì mình nghĩ là giấc mơ thành hiện thực với điều kiện bạn làm việc rất là chăm chỉ. Quyết tâm là quan trọng nhất. Và nếu mình làm được thì đa phần các bạn trẻ cũng ở Việt Nam sẽ làm được. Rong biển tự nhiên hay còn được người dân vùng ven biển gọi với cái tên là lộc biển. Đây là một loại rau xanh tự nhiên từ biển cả với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Hiểu được giá trị dinh dưỡng cũng như nguồn lợi mà rong biển mang lại thì rất nhiều người dân vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận đã có thêm thu nhập từ lộc biển. Thôn Từ Thiện nhộn nhịp từ sáng sớm với các hoạt động vớt rong biển. Rong biển được chia thành nhiều loại khác nhau như rong mơ, rong xanh, rong câu chân vịt. Sau khi thu nhặt, người dân sẽ phơi khô và được thương lái thu mua, đưa về các nhà máy để chế biến. Với giá trung bình 7.500 đồng mỗi kg, đã giúp người dân có thể kiếm được từ 300 đến 500.000 đồng mỗi ngày. Mình một người kiếm được 500, còn gia đình mà nhiều thì kiếm được nhiều hơn. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân,
Vẻ đẹp của những cánh đồng rong biển cũng trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch, nhất là các bạn trẻ đến chụp ảnh trải nghiệm. Phấn khởi vì thu được lộc biển, người dân các vùng biển ở đây cũng nhắc nhở nhau nâng cao ý thức trong việc khai thác, đi đôi với bảo vệ nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường biển, với mong muốn mỗi năm lộc biển lại càng nhiều hơn. Bây giờ hãy cùng đến với tiểu mục Ai gõ cửa hôm nay để tìm hiểu về chủ đề cũng như vị khách mời của chương trình Chào tuần mới hôm nay nhé. Chữ viết, tiếng nói là của cải vô cùng quan trọng và quý giá của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới và là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Tiếng Việt của dân tộc Việt Nam cũng như vậy. Tiếng nói, chữ viết tiếng Việt có nguồn gốc bản địa, được cha ông ta sáng tạo, gìn giữ và cải tiến bao đời nay trong hành trình tạo dựng cuộc sống, phát triển cộng đồng và xã hội. Và đó cũng chính là chủ đề của Chào tuần mới tuần này, Tôi yêu tiếng Việt. Khách mời là cô gái trẻ Nguyễn Thị Quy, được nhiều bạn trẻ biết đến với nickname Bánh Quy. Cô là thủ lĩnh trong phong trào thanh niên xuất sắc của khu vực Đông Nam Á, từng hai lần được gặp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhận thấy có nhiều sinh viên Việt Kiều mong muốn tìm về nguồn cội của mình, Bánh Quy đã quyết định dạy tiếng Việt, cố gắng giúp họ hiểu tiếng Việt và giúp họ có cơ hội để tìm về Việt Nam. Hãy cùng chào đón Quy đến với Chào tuần mới tuần này. Chủ đề của Chào tuần mới ngày hôm nay rất thú vị, Tôi yêu tiếng Việt. Và cùng bàn luận với chủ đề này cùng với chúng tôi, xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ bạn Nguyễn Quy. Xin chào Quy, đây là đầu tiên bạn đến với chương trình Chào tuần mới, hẳn là bạn cũng muốn chia sẻ đôi chút về bản thân mình với quý vị khán giả phải không? Xin chào chị Thúy Linh ạ, xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Quy và mọi người gọi mình là Bánh Quy. Mình hiện tại thì đang đồng hành cùng với các giáo viên dạy tiếng Việt để giảng dạy tiếng Việt cũng như là văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tôi cũng biết được thông tin rằng có rất nhiều bạn trẻ biết rằng bạn là một cô gái dạy tiếng Việt, nhưng không chỉ là tại Việt Nam đâu mà còn tại nước Mỹ nữa. Vậy thì cơ duyên nào đã giúp cho bạn đặt chân được đến với nước Mỹ và bạn đã có những trải nghiệm như thế nào tại quốc gia này? Mình bắt đầu hành trình dạy tiếng Việt ở nước Mỹ từ năm 2018. Và vào thời gian ấy thì mình có nhận được một học bổng toàn phần để có thể sang nước Mỹ và trải nghiệm văn hóa cũng như gặp gỡ mọi người ở đó, cũng như là giảng dạy tiếng Việt cho các bạn sinh viên Mỹ. Và mình thấy là mình đã có một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mình đến một trong những bang lạnh nhất của nước Mỹ là bang Michigan. Ở đó thì mình có cơ hội được đến rất là nhiều các trường học ở Mỹ để chia sẻ và nói về đất nước Việt Nam. Có rất nhiều người thì chưa bao giờ đến Việt Nam, và mình thấy mình đã đóng góp một phần nhỏ bé để giới thiệu hình ảnh và đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nghe bạn chia sẻ thì đã thấy rất là thú vị rồi. Dạy tiếng Việt nhưng mà dạy cho các sinh viên Mỹ nữa. Vậy thì bạn có kỷ niệm đáng nhớ nào trong quá trình dạy tiếng Việt cho các bạn sinh viên Mỹ hay không? Buổi học đầu tiên đã diễn ra như thế nào nhỉ? Buổi học đầu tiên hôm ấy thì mình khá là run một chút, cũng như là mình muốn được truyền tải nhiều hơn về đất nước Việt Nam cũng như là tiếng Việt tới các bạn sinh viên. Tuy nhiên thì có rất nhiều bạn là chưa bao giờ đến Việt Nam, nên là mình có nhớ là mình có tổ chức một trò chơi để đố xem là các bạn ấy hiểu bao nhiêu phần trăm về đất nước Việt Nam, thì bởi vì các bạn ấy chưa bao giờ đến Việt Nam. Nên là mình nhớ là các bạn ấy có trả lời đúng một câu thôi trong số rất nhiều câu hỏi mà mình đặt ra, đó là món ăn tên Việt Nam, và các bạn biết đó là món phở. Cũng có một kỷ niệm nữa là có một số bạn thì hỏi về một món đồ uống, mà các bạn ấy có hỏi là không biết là món đồ uống ấy có sẵn không, có đắt không, và mình rất là tò mò là đấy là món gì, thì các bạn ấy bảo là món trà đá. Thì chắc là các bạn ấy xem được ở đâu đó ở trên mạng, nhưng mà mình thấy lúc ấy thì mình cảm thấy thực sự là muốn chia sẻ nhiều hơn để các bạn ấy hiểu hơn ở Việt Nam. Ngoài phở hay là trà đá thì còn có rất nhiều những nét đặc trưng về văn hóa và con người Việt Nam mà mình muốn chia sẻ. Dạy tiếng Việt cho những sinh viên Mỹ, ồ đó là một điều rất là thú vị đấy. Nhưng mà tôi có thắc mắc là không hiểu là ngôn ngữ của chúng ta ấy, nó có những cái thanh âm, có những cái dấu rất là khó để phát âm. Không biết rằng các bạn sinh viên Mỹ đã tiếp nhận tiếng Việt như thế nào? Mình nghĩ là thời gian đầu cũng rất là khó khăn cho các bạn ấy, bởi vì tiếng Việt thì hoàn toàn khác với tiếng Anh. Nhưng mà mình đã rất cố gắng để làm cho những cái nét khó khăn ấy trở nên thú vị hơn. Ví dụ như là học dấu thì các bạn có thể học qua bài hát, hay là mình có thể có những cái cách để cho các bạn ấy hiểu được những cái thanh điệu thú vị đấy của tiếng Việt. Đồng thời các bạn sinh viên Mỹ thì có một nét đặc trưng là các bạn rất hay hỏi. Một khi không biết thì các bạn sẽ hỏi luôn. Và mình thấy là đấy cũng là cách để giúp mình cũng học thêm về tiếng Việt. Và
ngoài ra thì khi mà cách dùng ngôn từ tiếng Việt thì nó cũng liên hệ rất nhiều tới văn hóa Việt Nam. Nên là khi mà mình giải thích một cái phạm trù ngôn ngữ thì mình sẽ luôn cố gắng để lồng ghép văn hóa. Và các bạn ấy sẽ thấy là nó thực sự là kết nối với nhau và các bạn ấy muốn học và muốn khám phá văn hóa cùng lúc khi học ngôn ngữ. Hãy kể rõ hơn về cái việc lồng ghép văn hóa vào đi. Bản thân mình ấy, trước khi dạy tiếng Việt thì mình không bao giờ để ý là tại sao chúng ta lại có những cái kết câu như là ạ, hay là vâng ạ, hay là dạ, những cái câu khởi đầu như thế. Và trong tiếng Anh thì làm thế nào để dịch ra được những từ ấy? Thì chỉ có một cách là khi chúng ta giải thích, đó là nó dựa trên cái nền tảng của văn hóa. Đó là chúng ta luôn tôn trọng, luôn kính trọng người lớn tuổi khi chúng ta nói chuyện. Và khi các bạn ấy hiểu được điều đấy thì thay vì cố gắng giải thích từ dạ hay là từ ạ có nghĩa là gì, thì các bạn ấy sẽ hiểu đây là nét đẹp của văn hóa Việt Nam khi mà chúng ta có những kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi. Vậy thì các bạn nhận xét về tiếng Việt của mình như thế nào? Chắc chắn là vẫn là một câu nói quen thuộc là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Nên là thời gian đầu thì mình đã cố gắng để vừa là truyền tải thông điệp đấy nhưng cũng làm cho các bạn ấy biết là cái này cần thời gian. Thì khi các bạn ấy cảm thấy khó khăn thì sau đó thì mình cũng cố gắng để truyền tải nó một cách thú vị hơn. Thì mình thấy là các bạn ấy đã học được sự kiên nhẫn, và mình cũng thấy là kiên nhẫn là một tính cách rất đặc trưng của người Việt Nam nữa. Và thông qua đấy khi mà các bạn thấy giáo viên cũng kiên nhẫn, bạn học của mình cũng kiên nhẫn thì các bạn ấy có động lực rất nhiều để cố gắng học. Và mình biết là nó cần rất nhiều thời gian để học tiếng Việt, nên là luôn cố gắng tạo cho các bạn ấy một không khí thật vui cũng như là không áp lực để các bạn ấy học tiếng Việt. Trong quá trình ở Mỹ thì ngoài các bạn sinh viên Mỹ, bạn có dạy tiếng Việt cho các Việt Kiều không? Học sinh của mình thì cũng đến hơn một nửa là các bạn học sinh Việt Kiều. Và mình thấy là các bạn ấy thì ngoài việc học để có thể hiểu thêm về ngôn ngữ thì còn muốn học để một phần tìm về cội nguồn của mình. Và khi mà bạn trở về nước thì tôi cũng biết là có cái học sinh của bạn có liên lạc lại với bạn và bày tỏ mong muốn đến Việt Nam và tiếp tục học tiếng Việt hay không? Sau quá trình một năm mà mình giảng dạy tiếng Việt ở nước Mỹ thì mình đã về nước. Và thời điểm mà mình về nước thì thực sự là cái nền tảng thế hệ số để có thể giảng dạy online đã phát triển, nên mình cũng đã tiếp tục giảng dạy khá là nhiều học sinh. Và cái điều tuyệt vời nhất là rất nhiều bạn đã đến thăm Việt Nam, cũng là lần đầu tiên đến với Việt Nam. Và mình thực sự rất là xúc động khi mà có thể là gặp các bạn ấy. Và các bạn ấy đến Việt Nam rồi đưa các bạn ấy đến những cái nơi, những cái địa điểm mà mình đã từng giới thiệu qua những bài học của mình. Nó thực sự là một cái trải nghiệm mà giúp các bạn ấy thực sự nhìn thấy những gì đã từng học. Và mình đấy là một động lực rất lớn cho mình. Bởi vì khi các bạn ấy được học và bây giờ được trải nghiệm, cũng như là được gặp gỡ các bạn ấy và thấy sự tiến bộ của các bạn ấy, thì mình nghĩ là đó là điều tuyệt vời. Và mình luôn có kết nối với tất cả những học sinh mà đã từng học mình ở bên Mỹ. Đó là một điều rất tuyệt vời đấy. Không chỉ là người Việt Nam chúng ta yêu tiếng Việt mà cả những người nước ngoài nữa, họ cũng cảm thấy yêu tiếng Việt rồi. Quy thì tôi được biết là bạn là một sinh viên ngoại ngữ, bạn học tiếng Anh, nhưng cuối cùng công việc của bạn bây giờ là dạy tiếng Việt. Điều này có trái ngược quá nhiều không nhỉ? Nghe thì khá là trái ngược, nhưng mà thực sự là để chúng ta tiếp cận được với việc dạy tiếng Việt thì là bằng cách chúng ta có thể gặp gỡ được nhiều người nước ngoài. Nên là thường trong cộng đồng các giáo viên giảng dạy tiếng Việt cùng với mình thì hầu hết các bạn ấy là biết một ngôn ngữ nào đấy hoặc là đang học một chuyên ngành nào đấy về ngôn ngữ, và sau đấy được gặp gỡ nhiều bạn nước ngoài và các bạn ấy bày tỏ niềm đam mê học tiếng Việt và văn hóa Việt. Thì lúc đấy thực sự là được nghe những câu hỏi mà mình là người Việt mình không bao giờ hỏi về tiếng Việt của mình cả. Mọi người đã quyết định là giảng dạy tiếng Việt, một phần là để hiểu về tiếng chính mẹ đẻ của mình, cũng như là để truyền tải những cái thông điệp cũng như là cái ý nghĩa tốt đẹp của tiếng Việt và văn hóa Việt cho các bạn học sinh nước ngoài. Nên là mình thấy đó nghe trái ngược nhưng nó lại là chính là một động lực để cho mình có thể tìm đến con đường giảng dạy tiếng Việt. Vậy thì Quy có thêm những dự định gì trong tương lai để giúp cho mọi người ngày càng yêu tiếng Việt hơn không? Bên cạnh cả cái việc giảng dạy của mình nữa. Bên cạnh việc mình vẫn tiếp tục cùng đồng hành với các bạn học sinh nước ngoài học tiếng Việt và văn hóa Việt thì mình cũng muốn xây dựng một cái cộng đồng các giáo viên tại Việt Nam mà giảng dạy tiếng Việt để các bạn ấy có nhiều động lực, có một cái tinh thần thật tích cực để giảng dạy tiếng Việt cũng như là có những cái kỹ năng, những cái trải nghiệm giảng dạy tiếng Việt. Và điều đấy thì cần sự đồng hành của rất nhiều những bạn trẻ Việt Nam để có thể tiếp tục truyền tải văn hóa cũng như là tiếng Việt tới bạn bè quốc tế. Và hiện tại thì mọi thứ mới là bắt đầu, nhưng mà mình hy vọng là trong tương lai thì cái cộng đồng này sẽ phát triển
để nhiều người sẽ yêu tiếng Việt hơn. Và chắc chắn, đã nói là nhiều người thì chắc chắn sẽ có người Việt Nam chúng ta cũng như là cộng đồng các giáo viên dạy tiếng Việt. Vậy thì tôi xin được chúc Quy thành công với cái dự định của mình. Chúc cho cộng đồng những người yêu tiếng Việt của bạn ngày càng được mở rộng hơn nữa, lay động càng nhiều trái tim hơn nữa, để có ngày càng nhiều hơn nữa những người nước ngoài, cũng chính những người Việt Nam của chúng ta càng thêm yêu, càng thêm hiểu về tiếng Việt của mình. Em cảm ơn chị Thùy Linh ạ. Tiếp tục chương trình với tiểu mục Sống Khỏe. Những động tác điêu luyện không giới hạn về độ tuổi tập luyện và không gian luyện tập đa dạng. Nhảy dây nghệ thuật đang trở thành một sân chơi mới được rất nhiều người ưa chuộng. Những động tác nghệ thuật, kỹ thuật điêu luyện, đây chính là hình ảnh của nhảy dây nghệ thuật. Không chỉ đơn thuần là một môn rèn thể lực, nâng cao sức khỏe, nhảy dây giờ cũng có thể trở thành những tiết mục biểu diễn đường phố. Tôi biết được cái bộ môn nhảy dây này là thông qua cái đợt nghỉ làm việc tại nhà do cái đợt Covid đấy. Thì ban đầu thì khi mà đến với nhảy dây thì giống như bao người khác thì tập có mong muốn là giữ dáng cũng như là duy trì sức khỏe, thế nên là tập nhảy dây. Ban đầu khi mà tập nhảy dây thì nó là một cái bộ môn mà chỉ đơn giản là mình nhảy đến cái đến phút. Nhưng sau đấy thì khi mà bắt đầu tìm hiểu sâu về nó mới nhận ra là cái bộ môn này nó có rất là nhiều những cái kỹ thuật hay mà nó có thể show được cái cảm xúc ra cho mọi người xem. Thì không chỉ đơn giản là nhảy thể lực nữa mà còn là một cái tác phẩm biểu diễn theo nhạc, nhìn nó rất là cuốn hút. Nhiều lợi ích đã được liệt kê khi mọi người bắt đầu tham gia chơi bộ môn thể thao thú vị này, như giải phóng năng lượng, cải thiện và nâng cao sự khéo léo khi các bộ phận trong cơ thể phải phối hợp với nhau nhịp nhàng. Và đặc biệt hơn nữa, môn nhảy dây này còn có sức mạnh kết nối cộng đồng một cách rất tích cực. Mình có thể hy vọng rằng là có thể đưa được cái bộ môn nhảy dây theo kiểu này, nghệ thuật này vào các cái trường tiểu học để cho các bạn ấy có thể biết đến bộ môn nhảy dây nó đỡ nhàm chán hơn. Các bạn ấy sẽ muốn được vận động hơn, các bạn sẽ muốn chơi với nhau hơn. Và cái việc nhảy dây nghệ thuật này nó còn khiến gọi là tạo ra cái tình kết nối giữa các bạn bè nữa, bởi vì các bạn ấy sẽ có mong muốn là được nhảy với nhau. Các bạn muốn nhảy các nhóm với nhau và cái việc đấy nó rất là hay ở trong cái môi trường giáo dục. Nếu như nhảy dây trước đây mang tính cá nhân, thì giờ đây nhảy dây nghệ thuật đã có thể trở thành một môn tập thể, mang đến niềm vui, sức khỏe và những màn biểu diễn đẹp mắt. Thay vì quan tâm đến việc ăn gì để giảm cân, thì nhiều người đã nghĩ đến việc ăn vào thời điểm nào để có thể giữ được cân nặng theo ý muốn. Từ đây thì phương pháp nhịn ăn gián đoạn ra đời. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phương pháp này ở tiểu mục Sống Khỏe nhé! Có nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện nhịn ăn gián đoạn, nhưng phổ biến nhất là phương pháp 16-8, nhịn ăn trong 16 giờ và ăn uống bình thường trong 8 giờ còn lại. Phương pháp 5-2, ăn uống bình thường 5 ngày trong tuần, và giảm lượng calo đầu vào trong 2 ngày còn lại. Phương pháp Eat, Stop, Eat, chọn một ngày trong tuần để nhịn ăn trong 24 giờ. Nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể và phòng ngừa một số bệnh tật. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm cơ thể, chế độ ăn uống và lối sống của mỗi người. Vì vậy, sẽ có một số tác dụng phụ khi áp dụng phương pháp này. Nhịn ăn gián đoạn có thể gây ra cảm giác đói và chóng mặt do thiếu hụt năng lượng. Nếu không thực hiện đúng cách, nhịn ăn gián đoạn có thể dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng và gây ra các vấn đề về sức khỏe. Quý vị hãy lựa chọn cho mình một cách giảm cân hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Chúc quý vị luôn tràn ngập những năng lượng để bắt đầu một tuần làm việc mới thật hiệu quả và thật nhiều những niềm vui. Chào tuần mới ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.